Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio, chuyên mục điểm tin Dotabiz hàng tuần. Sau đây cùng tụi mình điểm qua những tin tức và drama hấp dẫn trong tuần qua nhé. Valve ấn định ngày ra mắt bản cập nhật 7.30, nhá hàng tận 3 major trong mùa tiếp theo. Dota 2 bất ngờ comeback với lượng người chơi tăng vọt sau 4 tháng. Na'Vi tiếp tục thay máu sau khi loại bỏ cựu đội trưởng Soneko. Như vậy, đã tròn 4 tháng kể từ ngày ra mắt Dota 2 7.29, một trong những phiên bản mang lại nhiều thay đổi nhất lịch sử Dota 2, đặc biệt là về mặt hình ảnh. Xuyên suốt thời gian này, Valve đã tiếp tục tung ra các bản cập nhật theo thứ tự là 7.29B, C, D cùng sự kiện mùa thu, Nemesis và Battle Pass. Tuy nhiên, có lẽ đến Valve cũng cảm nhận được là đã đến lúc họ nên ngừng việc cập nhật các cơ chế cũ và ra mắt hẳn một phiên bản mới đi kèm những bất ngờ mới. Theo đó, cùng việc thông báo về sự ra mắt của gói hút máu mới cho Nemesis Battle Pass, Valve đã hé lộ ngày phát hành cho bản cập nhật 7.30. Theo bài đăng trên blog, phiên bản 7.30 sẽ đến sau khi Battle Pass kết thúc, tức là khoảng sau ngày 17 tháng 8 năm nay. Khả năng cao 7.30 sẽ ra mắt vào ngày 17 hoặc là ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán trong cộng đồng vì Valve vốn có truyền thống rời lịch cập nhật từ 1 đến 2 tuần để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi, cũng như thực sự chắc chắn tất cả các bug quá OP sẽ được tìm ra. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là tin vui. Ví nhất, Valve vẫn luôn cập nhật game vào giờ hành chính cho người chơi tiện hóng, chứ không như dăm ba cái drama thời gian gần đây. Ở một diễn biến khác thì mọi thứ về DPC có lẽ sẽ khác ở mùa giải 2022. Khi mới đây thôi, dù không có bất kỳ thông báo chính thức nào, nhưng Valve đã im ỉm, lẳng lặng update vào game những tệp file ẩn liên quan đến các giải đấu Major sắp tới. Cụ thể sẽ có 3 sự kiện Major trong DPC 2022, bắt đầu từ Fall Major, sau đó là Winter Major và khép lại bằng Spring Major. Nếu theo đúng kế hoạch thì nhiều khả năng giải đấu Major đầu tiên sẽ diễn ra muộn nhất vào tháng 12 năm nay, có nghĩa là chỉ 2 tháng sau khi TI10 khép lại. Nên nhớ trước đấy, chúng ta còn có 1 tháng rưỡi để theo dõi những diễn biến của các giải đấu thuộc vòng Regional League. Có vẻ Valve đang muốn bù đắp lại quãng thời gian nghỉ ngơi dài hạn của Dota chuyên nghiệp bằng cách khởi động mùa giải mới ngay sau khi TI khép lại, thay vì cho phép tuyển thủ nghỉ khoảng 1-2 tháng như trước. Bên cạnh đấy thì Meme cũng đã chuẩn bị hàng trăm chiếc code free 68.000 để anh em bet thủ có thể bùng hết sức, bet hết mình trên trực tiếp Dota2.com. Inbox ngay cho fanpage Meme Studio để nhận về những chiếc code đang chờ tới tay anh em nhé. Ở tin tiếp theo thì lần đầu tiên kể từ năm 2016, Dota 2 đang có những dấu hiệu cho thấy những thành công đáng chú ý sau những thay đổi từ 7.29. Khi bắt đầu có sự tăng trưởng nhất định về lượng người chơi trong suốt 4 tháng qua, theo thống kê của Steam Chart. Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, số lượng người chơi trung bình của Dota 2 đã tăng 0,39% so với tháng 6. Mặc dù đó chỉ là một cải thiện nhỏ, nhưng nó đánh dấu sự tăng trưởng số lượng người chơi trong 4 tháng liên tiếp của Dota 2, một điều mà ngay cả Hawkeye cũng không dám gửi gắm. Lần cuối cùng Dota 2 có được 4 tháng tăng trưởng số lượng người chơi liên tiếp là từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016. Tiếp theo là mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 3 năm 2016, vào khoảng 1.291.000 người. Lần duy nhất kể từ thời điểm đấy mà Dota 2 đạt mức trung bình số người chơi gia tăng trong 3 tháng liên tiếp là vào đầu năm 2019. Đó cũng là khoảng thời gian Dota Auto Chess đang làm mưa làm gió. Rõ ràng bí quyết đẩy mạnh số lượng người chơi Dota 2 mà Valve cũng thấy được, đó là việc họ nên thường xuyên cập nhật lối chơi và các sự kiện in-game. Valve đã từng rất chăm chỉ thực hiện việc đấy cho đến khoảng năm 2017, thì mọi thứ chợt chững lại. Mãi từ đấy cho đến cuối năm 2020, thì những lần cập nhật đáng chú ý nhất mỗi năm chỉ còn là ra mắt hero mới và chuỗi sự kiện trong TI thôi. Việc xây dựng số lượng người chơi Dota 2 trở lại trước thời điểm 2016 chắc chắn là một quá trình lâu dài, và Valve sẽ cần tiếp tục đưa ra các bản cập nhật mới, thú vị, hấp dẫn hơn. Đặc biệt là khi đối tượng người chơi lâu năm của họ hiện đã và đang đi vào giai đoạn trưởng thành và có những mối quan tâm khác trong cuộc sống. Và đây, câu hỏi lớn nhất mà cộng đồng người hâm mộ đặt ra với Dota 2 là liệu công ty đứng sau nó có đủ khả năng để đối mặt với thách thức hay không? Trong tin tức cuối cùng của ngày, chúng ta hãy cùng ngó qua lần thay máu mới nhất trong giới thể thao chuyên nghiệp sau chuỗi vòng loại TI. Cụ thể, tổ chức eSports lừng danh Ukraine, Natus Vincere, đã bắt đầu công cuộc làm mới đội hình bằng cách đưa toàn bộ đội hình vào danh sách không còn hoạt động kể từ ngày 23 tháng 7. Trước đó, cựu đội trưởng Na'Vi, người đã từng thay anh tôi gánh vác Na'Vi một thời gian trong thời kỳ tuột dốc, tuyển thủ Soneko, đã tái gia nhập Na'Vi hồi tháng 5, nhưng lại phải đường ai nấy đi sau khi vòng loại TI10 kết thúc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Na'Vi chỉ dừng chân ở hạng 5 vòng loại CIS,
Bên cạnh đấy cũng đã xuất hiện nhiều bất đồng, mâu thuẫn nội bộ. Và theo thông báo mới nhất của Na'Vi vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, tổ chức này tiếp tục thải loại 3 cái tên, gồm hai player Ramsey và Roger, cùng vị huấn luyện viên gắn bó lâu năm Mac Andriy Shevchenko. Trước đấy vào ngày 3 tháng 8, người hâm mộ cũng đã nghi ngờ về cuộc thay máu này khi Roger chủ động tìm kiếm team mới trên Twitter của mình. Và đây cũng là tin tức khép lại bản tin bà 8 Dotabiz ra mắt mỗi tối tinh mơ đầu tuần của tụi mình. Cảm ơn anh em đã ủng hộ meme suốt thời gian qua. Và anh em đừng quên like, share cũng như subscribe bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo.